Chào các em, trong bài học ngày hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn các em về việc tạo các quan hệ bảng trong Access. Thì quan hệ bảng anh đã dạy các em trong khóa học SQL cơ bản rồi, thì các em xem lại. Thì trong Access thể hiện quan hệ bảng như thế nào? Thì ở đây các em vào trong Access, anh đã dụ ở đây bảng học sinh và bảng điểm học sinh có quan hệ với nhau, tức là một học sinh có thể có nhiều điểm đúng không? Thì anh thể hiện quan hệ giữa các bảng như thế nào? Thì anh chỉ việc là trong menu anh chọn vào Database Tool ở đây, anh sẽ chọn vào Relationship. Thì hôm nay anh sẽ chọn hai cái bảng có quan hệ với nhau, anh bấm vào Add. Thì hôm nay để thể hiện quan hệ là một học sinh có nhiều điểm thì anh chỉ việc là từ đây, từ cái cột mã học sinh có liên kết bên điểm học, bên cái bảng điểm học sinh này, anh sẽ kéo giữ Control, anh kéo sang cái cột là mã học sinh bên cột học sinh. Và lúc này nó show lên cho anh một cái lựa chọn đúng không? Thì ở đây là trong bảng học sinh cái cột là mã học sinh này. Bên cái bảng là điểm học sinh thì cột liên kết là mã học sinh đúng không? Đúng rồi đúng không? Anh sẽ bấm vào đây Enforce, tức là để đảm bảo dữ liệu giữa hai cột này là giống nhau. Và đây các em thấy là quan hệ một n đúng không, một học sinh có nhiều điểm. Thì anh bấm vào OK, bấm vào Create, thì các em thấy ở đây quan hệ một đến vô cùng, tức là một n. Như vậy các em đã tạo được quan hệ giữa hai bảng rồi. Thì các em có thể tạo một cái form để nhập dữ liệu cho hai bảng này. Anh sử dụng vào Create, vào Form. Ở đây các em có thể chọn Form Wizard. Thì anh sử dụng, anh muốn tạo form cho hai bảng này thì anh chọn bảng học sinh này, anh sẽ chọn cái bảng học sinh này, anh sẽ chọn tất cả các cột đúng không? Cột điểm này cũng tương tự này, anh bấm Next này. Ở đây thì anh sẽ sắp xếp theo form, tức là bảng học sinh trước và điểm học sinh sau, thì anh bấm vào Next. Anh bấm kiểu dữ liệu ở đây thể hiện là bảng đúng không, thì anh bấm vào Next, anh bấm vào Finish. Thì các em thấy lúc này sẽ tạo ra anh cái form, trên đây là đây đây là cái bản ghi của học sinh, bên dưới là danh sách điểm. Như vậy thì các em có thể nhìn thấy trực quan hơn đúng không? Thì sau khi chúng ta tạo quan hệ, các em có thể tạo form, và trong đấy form thể hiện cái quan hệ giữa hai bảng với nhau. Thì đây là bản ghi của học sinh, bên dưới là bản ghi của điểm tương ứng với học sinh đấy. Thì trong bài học này các em đã biết cách về tạo quan hệ giữa các bảng và cũng như tạo form. Thì đây cũng là bài học cuối cùng trong khóa học Access. Thì anh chúc các em học tập thật tốt, cũng như là mong các em đăng ký kênh cũng như ủng hộ trung tâm Java ngày càng phát triển. Thì cảm ơn các em.